Thưa Chúa, tôi lại được có cơ hội chia sẻ lời Chúa với bà anh chị em ngày hôm nay. Thì tháng rồi, tháng 5 là tháng dành cho những bà mẹ, thì tôi có chia sẻ một sứ điệp để dành cho những người mẹ. Nhưng mà tháng 6 này thì tôi định là để công bằng, tôi sẽ chia sẻ một sứ điệp cho người cha. Nhưng mà khi tôi chuẩn bị bài chia sẻ thì tôi không cảm nhận được sự tương đổ cho đề tài này, mà Chúa lại cho tôi một cái đề tài khác. Nên tôi sẽ chia sẻ một cái đề tài Chúa cho về sự ăn năn và sự tha thứ. Thì đây là một cái đề tài rất là rộng mà không thể nào trong vòng 10 phút có thể nói được hết. Nên tôi ngày hôm nay tôi chỉ tập trung vào một cái vấn đề nhỏ trong nguyên cái lĩnh vực này, đó là sự ăn năn. Thế nào là một sự ăn năn thật? Thì tôi nghĩ rằng đối với những người đã đi nhà thờ lâu năm thì có thể cái sự ăn nói về sự ăn năn nó quá thường, nó gọi là căn bản quá. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa có ý định của Ngài khi mà Chúa muốn tôi chia sẻ này. Có thể là vì có một số anh chị em vừa mới bắp tem tuần rồi cũng cần sẽ được nghe hiểu những gì mình làm là như thế nào. Và cũng có thể là những người đã đi nhà thờ lâu năm cần được nhắc lại sự ăn năn như thế nào là một sự ăn năn thật. Thì tôi vâng lời Chúa chia sẻ chủ đề này. Khi mà mình nghe tới một cái chủ đề về sự ăn năn thì tôi tin rằng nếu mà tôi hỏi là ở đây ai phấn hấn khởi về cái đề tài này thì tôi tin rằng không có mấy người giơ tay, phải không ạ? Tại vì trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay đó, một cái xã hội mà sống rất là tự do cá nhân, chủ nghĩa cá nhân, và không bao giờ muốn là mình là cái nhận là mình là người có tội, người sai cả. Lúc nào mình cũng là người đúng, và cái gì mà làm cho tôi buồn là cái đó sai. Và tôi là cái gì phải là tôi thích mới được. Và thành ra đó, khi mà lời Chúa nói rằng ô phá thai là xấu, là thế ra họ ra là bây giờ phá thai không còn xấu nữa, đó là quyền tự do. Và khi mà mình nói về trai phụ nữ, trai gái và không có giới thứ ba thì bây giờ họ làm cho giới thứ ba trở thành bình thường. Tất cả những gì bất thường đối với Chúa bây giờ họ làm bình thường, để bởi vì họ không muốn nhận mình là một người có tội. Tất cả những gì tôi muốn làm là đúng hết. Tôi là Chúa của tôi chứ không có Chúa nào là Chúa của tôi cả. Thành ra khi mà mình nói tới sự ăn năn là đụng chạm tới cái sự tự hào của họ, cái sự là con người, cái tôi của họ, và họ sẽ chống lại điều đó. Và không ai muốn người khác nói với mình là bạn là người có tội và phải ăn năn cả. Cái đó là một cái điều rất là bình thường. Nhưng mà quý bạn chị em ơi, cũng có nhiều hội thánh ngày nay cũng thấy rằng mình đến mà mỗi ngày chủ nhật mà đến mà nói với con cái Chúa mà có tội ăn năn đi, họ không đến nữa. Thì và họ sẽ tránh những đề tài nào nói. Nhưng mà nếu mà trong hội thánh Chúa mà mình không nói thực sự những lời của Chúa thì ở đâu nói nữa quý bạn chị em? Ra ngoài đời đọc báo chí mọi thứ mình thấy toàn là những chuyện nhiễu nhương. Nếu mà ngay trong nhà thờ chúng ta cũng không dám nói tới những đề tài này thì tôi không biết là lúc nào lời của Chúa sẽ được nói một cách trung thực. Và tôi tin vì vậy mà Chúa muốn tôi chia sẻ đề tài ngày hôm nay. Thì nếu mà mình nhìn về cái sự ăn năn thì lời Chúa nói rằng sự ăn năn là một trong 6 cái điều căn bản nhất. Ở trong Hebrew đoạn 6 câu 1, lời Chúa viết rằng vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa. Đây là những vấn đề nền tảng mà Chúa nói. Đó là sự ăn năn, các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các phép báp têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. Đây là những điều mà được gọi là giáo lý căn bản của những người cơ đốc nhân. Ông nói rằng mình không có nên đặt lại những cái vấn đề đó nữa, coi như là mọi người đều phải biết điều đó. Nhưng mà thật ra mình thấy rằng có nhiều người chưa thực sự biết ăn năn là như thế nào và ăn năn là cần thiết hay không. Bởi vì có nhiều người trong nhánh, trong một số những hội thánh tin lành mà thuộc những cái nhánh khác, nó gọi là Independent Baptist Church, không phải là Traditional Baptist, mà như các bạn em thấy mà có một nhánh gọi là Independent Fundamental Baptist, tức là độc lập, hội thánh Baptist căn bản độc lập, một cái nhóm nhỏ thôi. Và họ nói rằng là không cần phải ăn năn để được cứu. Bởi vì nếu mà mình ăn năn đó là công việc làm, và mình chỉ tin bằng đức tin chứ không phải công việc làm. Thì ngày hôm nay mình sẽ xem điều đó có đúng lời Chúa hay không.
cái sự ăn năn tại sao mà mình sẽ xem thôi vì sao nó quan trọng. Bởi vì sự ăn năn này chính là cái sự khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục. Khác biệt giữa mình sẽ đi đâu khi mà mình qua khỏi cuộc đời này. Đó là ở cái chữ này. Và mình hãy nhìn trong Cựu Ước, trong Sử Ký thì quý bạn cho em biết rằng cách đây khi mà COVID mới bắt đầu thì câu này mọi người nói trong cửa miệng rất là nhiều. Và mình thấy lúc nào họ cầu nguyện cũng nói câu này, đó là Sử Ký 2 đoạn 7 câu 14. Lời Chúa viết rằng nếu dân ta là dân được gọi bằng danh của ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi cho họ và chữa lành đất nước của họ. Khi mà hạ mình xuống mà từ bỏ con đường tà, tìm kiếm mặt Chúa, đó chính là sự ăn năn. Và Chúa nói khi điều đó xảy ra thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho họ để và chữa lành đất nước của họ. Cũng như trong Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 32, lời Chúa nói, Chúa Giê-hô-va phán, thật vậy ta chẳng vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy ăn năn để được sống. Từ Cựu Ước đã bảo là phải ăn năn để được sống. Nhưng mà mình hãy xem thêm là trong Tân Ước thì sẽ như thế nào. Tân Ước thì ông Giăng Báp-tít, tức là người đi mở đường cho Chúa trước khi Chúa đến. Ông đến trước Chúa, ông sinh ra trước Chúa 6 tháng và nhiệm vụ của ông là đi ra là người mở đường cho Chúa. Thì cái sứ điệp mà ông giảng chỉ có một điều rất là căn bản, đó là hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Matthew đoạn 3 câu 2. Và ngay khi ông Giăng Báp-tít đã bị bỏ tù và bị giết thì Chúa Giê-xu tiếp tục hành đạo trên cái mục vụ của mình. Thì Chúa cũng nói rằng giờ đã chọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Đó là trong Mát đoạn 1 câu 15. Thì mình thấy cũng một sứ điệp là phải ăn năn, tin nhận tin lành. Vậy thì các sứ đồ thì như thế nào? Các sứ đồ khi mà Chúa Giê-xu thăng thiên và hội thánh đầu tiên của Chúa được mở ra thì các sứ đồ cũng đi ra rao giảng mọi người phải ăn năn. Đó là trong Mát 6 câu 12. Và ở trong công vụ thì ông Phi-e-rơ ông cũng giảng là vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi của mình được xóa bôi. Đó là trong công vụ đoạn 3 câu 19. Và chưa hết, ông Phao-lô cũng vậy. Ông Phao-lô thì ông viết trong công vụ đoạn 20 câu 21. Ông nói rằng tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, Chúa của chúng ta. Tất cả các sứ đồ từ Chúa Giê-xu, từ Giăng Báp-tít cho tới những sứ đồ của Chúa Giê-xu đều giảng cùng một sứ điệp. Khi bất cứ nơi đâu cũng đều kêu gọi chúng ta phải ăn năn, đặt niềm tin nơi Chúa để được xóa bôi tội lỗi và được cứu. Một sứ điệp xuyên suốt trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Và ông Phao-lô ở trong công vụ đoạn 17, ông cũng đến một cái thành của Athens và lúc đó họ thờ những cái thần tượng hư không. Thì ông đến và ông cũng giải thích cho họ. Ông mới nói rằng thời trước thì cái anh em chưa biết thì anh em thờ những hình tượng. Và ông nói rằng thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó. Nhưng bây giờ Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Thì những người ở Athens khi mà họ nghe ông giảng về đạo, họ rất là thích thú bởi vì họ là những người Hy Lạp, họ rất là thích về triết học. Và họ bàn luận rất là nhiều. Nhưng mà khi ông đến mà ông nói rằng Ngài ra lệnh mọi người ở khắp nơi phải ăn năn thì rõ ràng là họ không còn thích nữa. Bởi vì lúc này họ phải làm một cái hành động gì đó chứ họ không còn ngồi gọi là thảo luận mà tranh luận với nhau được nữa. Và đây là một cái mệnh lệnh cho tất cả mọi người, cả người Do Thái hoặc là người Hy Lạp, tức là cả người, tất cả mọi người đều phải ăn năn. Thì một mệnh lệnh thì khi mà mình có một cái mệnh lệnh thì cái điều mình có thể làm là một là mình cãi lời, hai là mình vâng lời, chứ không có còn gọi là tranh luận gì nữa cả. Thì đây là lời của Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, tạo dựng nên trời đất. Thì chúng ta chỉ có một cái chọn lựa là chúng ta vâng lời. Bởi vì nếu chúng ta không vâng lời thì chúng ta sẽ không đến một ngày mà đến ngày phán xét thì chúng ta sẽ phải chịu những cái hình phạt của cái sự không vâng lời đó. Thì
Vậy thì mình thấy cả xuyên suốt Kinh Thánh đều nói là ăn năn, ăn năn, ăn năn. Vậy thì ăn năn là cái gì? Câu hỏi đặt ra là sự ăn năn là cái gì? Thì sự ăn năn, nếu mà quý bạn xem những ai chưa biết, thì Kinh Thánh trong Cựu Ước được viết bằng tiếng Hebrew và Tân Ước thì viết bằng tiếng Hy Lạp. Thì trong Cựu Ước thì trong tiếng Hebrew cái chữ ăn năn có nghĩa là teshuvah. Cái chữ là teshuvah. Teshuvah này đó là cái chữ gốc của nó là suv. Thì cái chữ suv này đối với người Do Thái đó, họ hay viết chữ bằng hình tượng đó. Thì cái chữ hình tượng của họ là đốt cái căn nhà của mình và mình bỏ đi chỗ khác. Tức là mình không còn trở lại cái chỗ cũ của mình nữa. Và mình bỏ đi chỗ khác. Thì đó, thành ra mình có thể hiểu được rằng đó là một, nếu mà nói về tâm linh thì teshuva có nghĩa là mình thay đổi tâm trí mà biểu hiện qua sự thay đổi đời sống. Chứ không phải là chỉ tâm trí mà thôi. Mà cái sự thay đổi tâm trí đó nó phải biến thành cái sự thay đổi nào đó trong đời sống của mình. Và trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ ăn năn có nghĩa là metanoia, cái tên là metanoia. Meta là turn quẹo, noia là cái đầu óc của mình. Có nghĩa là mình phải thay đổi tâm trí và suy nghĩ của mình. Thì tổng hợp của hai từ này lại thì sự ăn năn có nghĩa là một cái sự thay đổi suy nghĩ mà được đổi thành cái thay đổi cái sự suy nghĩ, cái hành động của mình. Chứ không phải là, ồ, ngày xưa tôi nghĩ là Chúa Giê-xu là ông thầy tốt thôi. Ngày nay thì tôi tin là Chúa Giê-xu là Chúa hay là vị giáo chủ nào đó. Nhưng mà hoàn toàn cuộc đời mình chả có cái gì thay đổi cả. Mình giống như là ngày xưa tôi tin A, bây giờ tôi tin B rồi thôi, hết. Đó không phải là sự ăn năn của mình, chị em. Thì cái câu hỏi ở đây là vì sao? Thì vậy thì thế nào là cái sự ăn năn thật? Thì sự ăn năn thật, điều đầu tiên là mình phải nhận biết rằng mình phạm tội và mình cảm thấy đau buồn về điều đó. Cái sự nhận biết mình phạm tội, nói tới điều này là thấy khó rồi. Bởi vì như tôi nói, xã hội ngày nay không ai muốn nhận mình là người có tội cả. Ngày xưa ngay cả chính tôi, khi trước khi tôi tin Chúa, tôi đến tôi nghe những cái sứ điệp mà cứ nói là ăn năn đi bạn, là người có tội. Lời Chúa nói là tất cả mọi người đều phải phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tôi còn nhớ lúc đó mấy anh chị em trong nhóm nhỏ cứ nói tôi như vậy. Và tôi cứ nói tôi có gì đâu có tội. Tôi có giết ai đâu có tội. Thành ra tôi không hề nhận biết được là mình là người có tội. Và ngay cả cái sự mà nhận biết mình có tội hay không cũng là một cái ơn của Chúa cho. Chúa phải cho mình biết mình có tội, mình mới nhận là mình có tội. Trong suốt bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ tin rằng mình là người có tội cả. Mình sống tốt lắm, mọi người có bao giờ làm gì đâu. Nhưng mà khi Chúa cảm động tấm lòng mình, mở mắt cho mình thấy mình có tội, thì lúc đó mình mới ăn năn. Thành ra ngay cả cái chuyện mà nhận mình có tội đã là khó, mà anh chị em. Không có tự dưng mà mình có thể làm được. Mà đó là một cái ân điển mà Chúa cho để chúng ta biết được. Mà nếu mà khi mà chúng ta chưa bao giờ mở miệng nói rằng tôi phạm tội, tôi đã sai, hay là Chúa ơi con đã sai, thì chẳng bao giờ mình có thể sửa được lỗi lầm của mình. Người ta nói khi mà mình biết được tội của mình thì mình đã sửa được một nửa rồi. Và điều đó cũng rất là đúng, bởi vì khi mà mình đang đi cái đường như thế này mà mình không có quay đầu, mình biết rằng mình không nghĩ rằng mình đi sai đường, mình sẽ không bao giờ quay đầu. Quý ông bà anh em thấy cái hình, cái nền tôi vẽ cái mũi tên hoành ngược lại, đó là sự ăn năn đó. Khi mà mình chẳng hạn bây giờ mình nói bây giờ tôi muốn đi xuống dưới Los, mình lái xe mình đi mà mình lái hoài, mình cứ nghĩ là mình đang đi xuống phía Nam, nhưng mà một hồi mình đi mình nhìn thấy tự nhiên thấy Pleasanton, rồi thấy Stockton, thấy Sacramento, cái là tự nhiên là mình nói ồ chắc mình đi sai rồi và mình phải quay đầu trở lại. Thì nếu mà mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình sai, chẳng bao giờ mình quay đầu. Thành ra cái điều đầu tiên là mình phải biết mình sai, phạm tội. Và mình phải biết rằng mình phạm tội, nhưng mà mình phải đau buồn vì cái điều đó. Nếu mà mình phạm tội mà mình không đau buồn là mình cũng chẳng cần phải sửa nữa. Thì lời Chúa ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 37, lúc này
Ông Phi-rơ, ông được Thánh Linh cảm thúc trên ông và ông đứng ra ông giảng một cái bài giảng. Thì lời Chúa viết rằng khi nghe những điều ấy, lòng đau như cắt. Họ liền hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Là khi mà ông Phi-rơ giảng rằng chính Chúa là Chúa Giê-xu chính là đấng mà các ông đã đóng đinh đó, đó là con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu chuộc thế gian. Khi ông giảng những điều đó thì mấy người này họ nghe và họ nói là lòng họ đau như cắt. Lòng họ đau như cắt đó là Đức Thánh Linh đã đụng chạm tấm lòng của họ, cho họ biết được là họ sai. Và khi họ sai thì hỏi là: các anh ơi, chúng tôi phải làm gì? Đó là một cái điều cho mình thấy rằng họ đã nhận biết ra họ sai. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 10 thì ông Paulo, ông đã viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông nói rằng: vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không có gì phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết. Thì ở đây có hai cái điều mà Chúa cho mình trái ngược. Đó là sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời và sự đau buồn theo thế gian. Thì làm sao để mình biết được đâu là sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời và đâu là sự đau buồn theo thế gian? Thì cái sự khác biệt nằm ở chỗ là cái sự đau buồn theo ý của thế gian thì chính cái người đó là trung tâm. Cái người đó chỉ đau buồn bởi vì là họ bị bắt quả tang làm cái tội đó, thành ra họ đau buồn. Hay là họ đau buồn vì họ phải chịu nhiều cái hậu quả vì cái tội lỗi đó quá và họ đau buồn. Hoặc là họ đau buồn vì họ phải trải qua rất là nhiều thứ, giống như là nếu mà ông David, ông chỉ buồn vì đứa con ông chết, đó là sự đau buồn về thế gian, không phải là sự đau buồn theo ý của Đức Chúa Trời. Còn sự đau buồn mà theo ý của Đức Chúa Trời, đó là mình đau buồn bởi vì mình làm tổn danh của Chúa. Mình thực sự không biết Chúa và mình sống một đời sống không đẹp trong thánh ý của Chúa, không là cái hình ảnh phản chiếu của Đức Chúa Trời. Mình cảm thấy ngày xưa mà lời Chúa nói là mình là được Chúa tạo dựng trong hình ảnh của Chúa. Nhưng mà đời sống của mình chả thấy gì giống Chúa hết và Chúa cho mình thấy điều đó để mình ăn năn. Thì đó là cái sự ăn năn, đó là sự ăn năn theo ý Chúa. Và tôi có một cái kinh nghiệm này và tôi đã có từng kể trong những cái lời làm chứng của mình. Là khi mà như tôi nói là tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng mình sai. Nhưng mà khi Chúa mở đầu óc cho tôi thấy là tôi quá ngạo mạn với Chúa. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi giỏi lắm, tôi biết hết rồi, chẳng có Chúa gì cả. Nhưng mà khi Chúa mở đầu óc cho tôi thấy rằng chính Chúa là đấng có thể cho tôi chết đi và sống lại. Thì lúc đó có một cái sự gọi là cảm thúc ở trong lòng của tôi và tôi đã khóc và tôi ăn năn mà như tôi chưa từng khóc. Bởi vì lần này tôi nhận ra rằng tôi quá ngạo mạn, tôi ngạo mạn với Đức Chúa Trời lắm. Và lúc đó tôi thấy rằng mình chỉ có còn nằm dưới chân của Chúa mà xin sự ăn năn mà thôi. Và đó là một cái sự đau buồn theo Đức Thánh Linh. Và trong Kinh Thánh có ba người cũng có đau buồn theo kiểu đó. Giống như là trong ông Phi-rơ, khi mà Chúa làm phép lạ đánh cá thì ông nhìn thấy cá quá nhiều và ông biết rằng là đây là một phép lạ, thì ông đã quỳ xuống ông ăn năn và ông nói rằng: lạy Chúa, xin lìa khỏi con vì con là người có tội. Và ở trong ông Ê-sai, trong Ê-sai đoạn 6, ông cũng là một cái người nhìn thấy được Đức Chúa Trời và ông mở miệng ông thốt lên rằng: khốn cho tôi chết mất, tôi là người có môi ô uế giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Chúa Trời vạn quân. Đó là những người trong Kinh Thánh mà từng thấy được Chúa và từng được cảm nhận một cái sự nhơ nhớp của mình, một cái sự tội lỗi của mình. Phải có cái điều đó thì chúng ta mới có sự ăn năn thật. Và ông Job cũng vậy. Ông Job thì ông thốt lên một câu là: trước đây tai con nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con ghê tởm chính mình con và ăn năn trong tro bụi. Đó là sự ăn năn mà theo ý của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn này, tất cả những sự ăn năn đều hướng về sự dơ giấy của mình và sự thánh khiết của Chúa. Còn sự ăn năn của ông Phi-rơ, ông Giu-đa, mình để ý nếu mà những ai mới chưa biết Kinh Thánh thì ông Giu-đa chính là người phản Chúa
Và sau khi ông thấy Chúa bị bắt, bị đánh đập, thì trong lòng ông hối hận rất là nhiều. Ông cũng đau buồn đó. Nhưng mà sự đau buồn của ông nó dẫn tới điều gì? Sự đau buồn của ông đến và ông ném những cái, ông trả lại cái tiền cho những người đã mua chuộc ông. Nhưng mà họ không nhận, thành ra ông ném cái tiền trở lại. Và ông đi, ông treo cổ mình, ông chết. Đó là bởi vì ông cảm nhận một cái sự tủi hổ trong con người của ông. Ông cảm thấy ông mất mặt quá. Có thể ông sống trên cuộc đời này, ông quá mất mặt. Tất cả là vì ông hướng về mình. Thành ra cuối cùng ông đi và ông hủy diệt thân xác của mình. Nhưng mà ông Phi-rơ thì ông không làm như vậy. Ông Phi-rơ, ông đã đến lúc mà Chúa sống trở lại thì ông là người đầu tiên chạy đến với Chúa. Ông muốn đến để mà ông ăn năn với Chúa. Mình thấy hai cái sự khác biệt rõ ràng. Và nó cũng tạo ra hai cái kết quả hoàn toàn trái ngược. Một cái là dẫn đến sự chết. Một cái là dẫn đến sự sống đời đời. Và nếu mà chúng ta chỉ có nhận biết tội lỗi và mình ăn năn thôi, mình chỉ là đau buồn mà thôi, điều đó chưa phải là sự ăn năn thật của bạn chị. Bởi vì như tôi nói, sự ăn năn thật nó phải dẫn đến sự thay đổi trong thái độ, thay đổi trong suy nghĩ, thay đổi trong hành động của mình, thì nó mới là sự thay đổi thật. Và thành ra cái điều thứ hai là khi mà chúng ta đau buồn về điều đó, chúng ta nhận được những tội lỗi của mình, thì chúng ta phải ăn năn và quay đầu về với Chúa. Đó là bước thứ nhì. Và tất cả những anh chị em đã tuần rồi đã làm báp têm, đó là họ đã cầu nguyện ăn năn. Tức là cầu nguyện: Chúa ơi, con là người có tội, con xin Chúa tha tội cho con và mời Chúa vào lòng của mình. Và cái báp têm chính là một cái bằng chứng mà họ nói với tất cả mọi người rằng tôi đã quay đầu. Có những người họ tin Chúa nhưng mà họ vẫn còn ngại ngùng và chưa làm báp têm, thì Chúa sẽ từ từ hướng dẫn họ. Nhưng mà khi mà họ bước tới cái bước làm báp têm là họ đã vững vàng hơn một chút và họ sẵn sàng đứng ra nhận mình là bây giờ là con cái của Chúa. Và như tôi đã chia sẻ là hồi nãy ông, tất cả những người mà nghe ông Phi-rơ giảng, ông hỏi là lòng họ đau như cắt và hỏi bây giờ tôi phải làm gì? Thì ông Phi-rơ ông mới trả lời là hãy ăn năn, mọi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Trong Công Vụ đoạn 2 câu 38. Thì đây là mình phải ăn năn và mình nhận báp têm thì mình sẽ nhận được sự tha tội và mình sẽ được Thánh Linh ở trong mình và hướng dẫn mình. Đó là những cái bước mà chúng ta cần phải làm. Cái khi mà mình nói rằng mình ăn năn nhưng mà mình không có đặt đức tin nơi Chúa thì điều đó là chưa phải là một sự ăn năn thật. Bởi vì sự ăn năn nó giống, vì ăn năn và đức tin nó giống như hai mặt của một cái đồng tiền. Cái sự ăn năn mặt trước và cái đức tin ở mặt sau. Mình không thể nào mình có mà chỉ có một mà không có hai. Nếu mình đã ăn năn thì mình phải đặt niềm tin nơi Chúa. Bởi vì ăn năn này nói lên rằng con đã đi xa Chúa và con đã phạm sai lầm với Chúa. Thì cái sự chứng minh rằng mình biết đúng là điều đó, mình phải quay đầu về với Ngài. Mình đang đi xuống dưới Lốt, đi hướng 5 sao mà mình nói rằng ồ tôi sai rồi mà cứ dẫn tiếp tục đi hướng 5 nọt mà cứ dẫn chạy hoài. Và tôi sai rồi nhưng mà vẫn cứ chạy hoài, là một hồi là chạy luôn qua tiểu bang khác luôn. Thành ra đó là cái điều đó là cái điều mình nói bằng cái miệng thôi. Nó không có đem tới một sự thay đổi, không có đem tới một sự điều gì, kết quả gì cả. Chết vẫn chết, đi sai vẫn đi sai. Chỉ khi nào mình biết sai và mình chịu quay đầu lại thì đó mới là một sự ăn năn thật. Thì ở trong cái Công Vụ đoạn 3 câu 19 cũng viết rằng: vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi. Đó, tức là mình ăn năn, mình phải trở về thì tội lỗi mình mới được xóa bôi. Ở đây nếu mà trong Kinh Thánh thì có chuyện người con trai hoang đàn, thì những người đi theo Chúa lâu năm đã biết rất là rõ. Thì mình thấy người con trai đó, ông lấy hết tiền gia sản của cha dành cho mình và đi ăn chơi hoang đàn hết và tung hết tiền. Thì đến một ngày khi ngồi mà phải lượm những cái đồ cho heo ăn thì ông mới nhận ra một điều là sống với cha của mình, làm người đầy ở, người ở của cha mình còn sướng hơn. Thì lời Chúa viết rằng đó là
Trong Luca đoạn 15 câu 20 nói rằng nó liền đứng dậy trở về với cha của mình. Đó, cái sự mà đứng dậy trở về với cha của mình, thấy về với cha mình là người ở còn sướng hơn, cho thấy rằng ông này đã thực sự ăn năn và hành động đi trở về. Thì lời và ông trở về và ông nói rằng lời Chúa nói rằng nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy nó mà hôn. Đó là Chúa lúc nào không đợi mình thực sự thay đổi, mình chỉ cần quay đầu về với Chúa, Chúa đã tha thứ cho mình rồi. Và tiếp nữa là ông nói với cha rằng người con nói với cha: "Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa." Và ông quý bà anh em thấy họ không thể nói chạy về: "Cha ơi, con sống cực khổ quá, con về với cha." Không. Ông đã nói rằng con phạm tội với trời và với cha. Tất cả là đều hướng lên Chúa, là con phạm tội với Chúa. Con không xứng đáng làm con của Chúa. Thì đó là một cái sự ăn năn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó là một cái sự ăn năn mà dẫn tới sự sống đời đời. Thì cái điểm thứ ba nữa, khi mà mình ăn năn mà mình quay về với Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ đi cùng với mình và giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà một cái điểm mà rõ ràng nhất mà chúng ta phải thấy được trong sự ăn năn đó, đó là mình phải ghét tội lỗi và tránh xa tội lỗi. Những điều này, mình nghe điều này không phải là mình làm bằng sức riêng của mình, bởi vì chính sức riêng của mình không thể nào làm nổi. Thử tưởng tượng một con nghiện bao nhiêu năm, bây giờ biểu tự sức mình bỏ nghiện, điều đó vô cùng khó. Phải có Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta thì mới có thể làm được điều này. Nhưng cái điều quan trọng là chính chúng ta phải đồng hành với Chúa, phải ghét tội lỗi và tránh xa tội lỗi. Bởi vì khi mà mình đã được báp têm tiếp nhận Chúa vào trong lòng, thì nhà mình đã đổi chủ, tâm linh của mình giờ đã đổi chủ, không còn là tôi là Chúa của chính tôi nữa, mà Đức Chúa Trời chính là Chúa của chính tôi. Tôi không còn làm theo ý muốn của tôi nữa, mà tôi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Chúa muốn tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó. Một sự ăn năn thật đòi hỏi phải trả giá. Đức Thánh Linh giúp đỡ mình nhưng chúng ta phải trả giá. Trả giá bằng cách là chúng ta phải tiếp tục tránh xa những cái tội lỗi đó ra. Thử tưởng tượng nếu mà mình là cái người thích đánh bài mà mình ăn năn làm báp têm xong vẫn đến những quán bài đánh bài, thì cái đó mình phải xem lại xem sự ăn năn của mình có thật sự là thật hay không. Có thể là quý bà ông chị em nói: "Ồ, Chúa biết tấm lòng của tôi. Còn anh không biết, thành ra anh nhìn vậy, anh nói tôi chưa biến đổi." Nhưng mà khi mà cái sự biến đổi tâm trí nó phải thành cái sự biến đổi trên cái hành động của mình. Nếu mà mình đến và mình tránh những chỗ mà bài bạc đi. Thí dụ ngày xưa mình biết là cái tính mình hay ghiền bài thì mình nên tránh chỗ đó đi. Những người nào mà hay tùm năm tùm bảy đánh bài rủ mình đến thì mình tránh đi, mình bận mình đi chỗ khác. Đó là một cái cách mà mình sẽ giúp cho mình để mà tránh những điều đó đi. Đương nhiên mình sẽ không phải là mình một lần mình có thể làm được hết. Nhưng mà mình phải có một cái tâm tình là mình ghét cái tội lỗi. Giống như là khi mà mình ngày trước mình ra mình đào đất đào bùn gì đó dơ người hết, đó là con người cũ, con người trước khi mình biết Chúa. Và khi mà mình phải được đi đến dự một cái buổi gì đó, mình sẽ tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ rất là sạch vào để mình chuẩn bị mình đi. Thì nếu mà mình bận một bộ đồ đó, đó là con người mới của mình đó. Thì khi mà mình đi á, mình sẽ không bao giờ mình đi lại ngay cái hố đó, mình nhảy cái xuống dưới rồi mình chơi dưới đó. Mình sẽ dơ hết tất cả những bộ đồ của mình. Nếu mà mình phải đi ngang một con đường dơ trơn trượt thì mình sẽ ráng rón ráng mình đi rất là kỹ lưỡng. Và nếu mà mình lỡ mà mình trượt một cái nó dơ là mình đứng dậy mình lấy nước mình chùi. Làm Cơ Đốc nhân không phải là con người hoàn hảo các bạn chị em. Chúng ta chỉ là những con người có tội, biết mình có tội và được tha thứ. Và trên con đường chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta sẽ phạm tội hoài. Nhưng mà cái khác biệt là những cái người mà đã được Chúa cứu và có sự ăn năn thật, họ sẽ không vui sướng trong cái tội lỗi của họ. Họ sẽ không nằm đó mà họ sẽ tìm mọi cách để họ thoát ra. Họ cầu nguyện, họ xin Chúa giúp đỡ con để con thoát ra. Chứ họ không có vui sướng nằm trong đó. Bước xuống bị vũng bùn, bị dơ là mình sẽ chui thật sạch, ráng sạch để mình giữ cái bộ đồ cho mình sạch. Chứ mình không có mãi trong cái vũng bùn đó cho nó dơ hết toàn bộ bộ đồ. Đó là một cái sự khác biệt. Và
cái khi mà mình đã đặt niềm tin nơi Chúa thì mình Chúa là chính là cái người lãnh đạo mới trong đời sống của mình, hướng dẫn, thì chắc chắn là lời của Chúa sẽ là luật pháp của lòng của mình. Như trong Roma đoạn 7 câu 22 viết rằng: vì trong thâm tâm tôi rất thích luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu mà mình nói rằng mình thực sự ăn năn mà trong tâm của mình không thích những cái gì Chúa hướng dẫn, thì mình có rất là nhiều cái để mình phải suy nghĩ rằng thực sự mình có ăn năn hay chưa. Và ông Phaolô, ông cũng viết trong Roma đoạn 12 câu 9 nữa, là ông nói là hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Là dùng chữ ghê tởm, tức là mình sợ những cái dơ dơ đó. Nếu ngày xưa mình bài bạc mình hay là tứ đổ tường, thì khi mà mình được Chúa đụng chạm, mình phải ghê tởm những cái điều đó. Mình ghê tởm sự đánh bài, sự say xỉn, sự ngoại tình, tất cả những điều đó. Mình phải ghê tởm và mình luôn luôn mình cố gắng, mình gắn với những điều lành. Và trong Matthew thì ông, khi mà các người Sadducee và Pharisee đến để mà được ông Giăng Baptist, ông làm báp têm, thì ông đã nói họ là hỡi cái dòng dõi rắn lục này, ai đã bảo cho các ngươi đến đây để mà được báp têm đó. Thì ông đã viết câu này, ông đã viết là: vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, trong Matthew đoạn 3 câu 8. Hay là trong công vụ, khi mà ông Phaolô, ông cũng giảng, ông nói rằng tôi rao giảng cho những người ở Đa Mách, kế đến tại Jerusalem và cả miền Jude, rồi đến các dân ngoại, rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Cả hai ông Giăng Baptist và ông Phaolô đều nói rằng mình phải làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Điều đó đòi hỏi rằng đương nhiên mình không phải là được cứu bởi việc làm của mình, mà mình được cứu bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã chết đền tội cho chúng ta. Nhưng cái đức tin đó nó có sống hay không, và sự ăn năn đó có thật hay không, nó nằm ở cái chỗ là công việc của chúng ta có xứng đáng với sự ăn năn đó hay không. Nếu mà công việc mà chúng ta không có hề xứng đáng với sự ăn năn, thì rõ ràng là chúng ta chưa có thực sự ăn năn và chưa thực sự đặt niềm tin nơi Chúa. Thì tổng hợp lại là thế nào là sự ăn năn thật? Thì có những ba cái điều chính. Trong này có nhiều cái điều nhỏ, nhưng mà tôi dồn nó lại thành ba cái điều chính. Đó là thứ nhất là nhận biết mình là người đã phạm tội. Nếu không có nhận biết mình phạm tội thì mình không biết để sửa. Và mình khi mà biết mình phạm tội, mình phải đau buồn về điều đó. Nếu mà mình biết mình phạm tội mà mình vẫn vui vẻ, chả có gì phải thay đổi cả. Bây giờ nó, mấy cái chuyện đó bây giờ nó bình thường rồi, thì đó không phải là sự ăn năn thật. Mình phải đau buồn về cái điều của mình làm. Nếu mà mình phạm tội với một người nào đó, mình phải biết rằng những cái tội lỗi mình gây ra cho người đó, nó làm cho tai hại cho người đó như thế nào, mình đau buồn về cái điều đó. Thì đó mới là sự ăn năn thật. Nếu mà giữa người với người đó, thì còn đòi hỏi là mình phải có bồi hoàn, coi như là compensation, đó là mình phải bồi thường cho họ nữa. Còn đối với Chúa thì điều thứ nhì là mình phải cầu nguyện, ăn năn và quay đầu trở về với Chúa. Thì báp têm là một trong những cái cách mà mình cho mọi người thấy rằng mình đã thực sự ăn năn. Và cái thứ ba là mình ghét và tránh xa tội lỗi. Đó là ba điều mà cũng một sự ăn năn thật. Thì khi mà tôi mường tượng thấy điều này, tôi nhìn thấy một cái hình ảnh này. Cái hình ảnh mà con bên tay trái là một con tàu, tưởng tượng là nước đang chảy như chiều này. Và con tàu nó đi, và trước mặt nó là một cái thác đổ. Và nếu rớt xuống cái thác đó thì tất cả sẽ chết hết. Thì nếu mình đi như vậy và có những con tàu khác nó đi ngược trở lại và bảo mình là quay đầu lại đi, đằng này có một cái thác. Nếu mà tiếp tục đi sẽ rớt xuống. Thì cái hình bên phải đó là những người nào mà không nghe thì sẽ đi tới cái cạnh đó và sẽ rớt xuống. Thì thực sự cái hình đó chính là một cái hình thật mà của một cái nhóm người họ thử, họ xem cái này ngoài lề thôi, tôi kể cái hình đó. Đó là cái hình đó là một cái hình thật sự của một chiếc tàu ở Niagara Falls, tức là cái thác Niagara Falls. Của một cái nhóm này họ tính làm thử xem là họ có thể nào mở một cái gọi là thể thao là cho người ta ngồi lên cái tàu đó mà thả xuống cái thác coi là có vui hay không.
thì họ họ thử là họ lấy một chiếc tàu cũ kỹ rồi họ cột những con thú lên. Họ cột con thú và để họ thử, họ thả từ trên đó xuống. Nếu mà mấy con thú này mà sống á, thì lần sau chắc họ tổ chức một cái sport cho người ngồi lên để họ xuống. Và giống như roller coaster vậy đó, đi tới và thả xuống. Nhưng mà họ thử thì chết không còn con nào, còn một cái con goose là con ngỗng đó. Thì thành ra họ bị những cái người mà bảo vệ động vật đó lên án quá chừng, thì họ bỏ cái play này, họ chụp tấm hình này. Thì tôi dùng nó để tôi diễn tả rằng á, là cái đó ngoài lề thôi, nhưng mà để diễn tả rằng á, là giả sử như là chiếc tàu của mình đang đi mà mình cứ hướng băng băng tới cái thác, và cái thác đó khi rớt xuống thì sẽ không còn ai sống cả. Và nếu mình không biết thì mình cứ đi như vậy, và nếu có những người nào hoành trở lại nói rằng trở lại đi, đằng này có một cái thác à, thì mấy người kia hỏi làm gì có thác, ai nói nó có cái ông kia, ông nói không, và ông nói là ông đã thấy cái thác này rồi, ông chỉ nói tại sao tin ông đó, nói tại vì ông đó ông nói rất là nhiều điều khác đúng hết rồi, bây giờ ông nói đằng kia có cái thác tôi chưa thấy nhưng mà tôi tin ông, tôi hoành lại. Thì nếu mà những người nào đang lái cái tàu này, họ có những cái tàu họ tin, ồ tôi chắc tôi cũng tin thôi, tôi hoành lại thì họ sẽ bẻ cái bánh lái, họ quay lại. Thì họ quay lại như vậy, những người nào nói ồ cái thằng này nó khùng làm gì có thác nào, họ tiếp tục họ đi thì họ sẽ đi xuống cái thác đó. Và những người nào họ hoành lại, khi họ hoành lại mình tự tưởng tượng nó đi ngược dòng nước. Nó đi ngược dòng nước thì nó rất là khó. Mình sẽ chèo rất là cực khổ. Và có nhiều lúc đó là sóng sẽ đánh mình quẹo qua một bên như thế này. Nhưng mà miễn lúc nào mình cũng cố mình bẻ bánh lái lại đi hướng hoành trở lại thì mình sẽ sống. Thì cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy. Khi mà mình đang đi một con đường mà có những anh em tới trong Chúa tới nói tất cả anh đã phạm tội rồi hãy quành trở lại với Đức Chúa Trời đi. Thì có những người nói mày khùng hả? Ai nói? Nói ông Chúa Giê-xu ông nói. Ông này ông treo thập tự giá đóng đinh trần chuồng máu me mà có gì tin ổng. Thì nó không, ông này ông nói tất cả những điều ông nói đã đúng, bây giờ còn cái điều này là thiên đàng địa ngục tôi tin. Thì sẽ có một số người tin và họ quay đầu về họ tin nhận Chúa. Một số người thì cười nói đúng là thời buổi này còn tin mấy cái chuyện này. Thì họ tiếp tục họ đi, thì đến một lúc họ sẽ đến một cái thác như thế này ngày sau cuối. Còn như ai quành trở lại, mình là những cơ đốc nhân, là những người đã tin và quành trở lại và mình tiếp tục mình đi, thì đó mình nên nhớ là mình đang đi ngược chiều gió. Nó rất là khó. Mình đi cái xã hội này nó luôn muốn mình đẩy theo hướng này, mình phải đi ngược lại, mình chống lại như vậy. Thì có những lúc mình mệt mỏi, mình quẹo qua bên này, mình ngã xuống, nhưng không có nghĩa là mình mất đi cái sự cứu rỗi đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn ở cùng, là cái gió đẩy cho mình về phía đó, giúp cho mình để mình tiếp tục mình đi, miễn là cái bánh lái của mình lúc nào cũng cố hướng hoành theo hướng ngược lại, hướng về với Chúa thì mình sẽ sống. Và lúc nào trong đầu tôi nó cũng có một cái hình ảnh như vậy. Mình biết rằng mình đang đi ngược chiều. Thành ra đừng có trông đợi một cái gì đó nó đơn giản. Lúc nào nó cũng sẽ khó và người ta sẽ chê cười mình. Người ta sẽ nói những điều để làm cho mình khó chịu. Khi mình đi ra mình giao giảng lời của Chúa. Và có nhiều lúc mình nản lòng, mình thối lui. Nhưng mà miễn đừng bao giờ bẻ bánh lái đi về lại hướng cái thác mà tiếp tục hướng về Chúa. Thì chắc chắn Thánh Linh Ngài sẽ giúp chúng ta để đi về đúng hướng. Đi về với Ngài trong ngày sau cuối. Đó là điều đó cũng cho thấy rằng khi mình phạm tội, tiếp tục ăn năn với Chúa. Ăn năn phải là một cái trạng thái mà lúc nào mình cũng phải có trong lòng của mình trên con đường mình đi với Chúa. Bởi vì một cái sự mà nên thánh không phải là một cái hành động tức thời, mà nó là cả một giai đoạn, một đời người mình bước đi với Chúa. Lúc nào mình phải ăn năn cho những cái tội lỗi của mình. Có những người nghĩ rằng tôi ăn năn, tôi tin nhận Chúa rồi thôi. Giờ ân điển của Chúa cover hết mọi thứ, không có cái gì để ăn năn nữa. Đó là những người đi theo nhánh duy ân điển và điều đó nó không đúng. Bởi vì lời Chúa bảo rằng chúng ta phải ăn năn. Ngay cả khi mình đã tin Chúa rồi, Chúa cũng bảo những người ở cái hội thánh là Laodicea đó, một trong 7 hội thánh, là các ngươi phải ăn năn. Nếu mà họ tin Chúa rồi ăn năn gì nữa, nếu mà đi theo những người này. Nhưng mà đó phải là cái điều mà mình ăn năn mỗi ngày. Đời sống mình đi có nhiều lúc mình không tôn trọng Chúa, mình không có đặt Chúa lên hàng đầu trong đời sống mình làm những cái điều mà Chúa bảo mình đừng làm. Mình sẽ có điều đó. Nhưng mình ăn năn với Chúa thì Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và đó là cái sứ điệp của tôi ngày hôm nay. Và giờ này tôi xin mời quý bạn chị em đứng dậy để chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Chúa ơi, con vâng lời Chúa, con chia sẻ một sứ điệp về sự ăn năn. Chúa, lẽ Chúa biết rằng trong chúng con có những ai sẽ nhận được những điều gì đó trong sứ điệp ngày hôm nay. Và Chúa ơi, nói trong lòng của chúng con có những ai
cảm nhận rằng mình có điều gì trong lòng không làm theo đẹp trong thánh ý của Chúa, chưa đúng với ý của Ngài, thì xin Chúa hãy đụng chạm tấm lòng của chúng con, cáo trách chúng con, để cho chúng con được ăn năn với Chúa, để cho chúng con lại được xóa đi mọi tội lỗi của chúng con, để chúng con lại được phục hòa mối tương giao với Chúa, để chúng con được Đức Thánh Linh tiếp tục hướng dẫn đụng chạm chúng con trong mỗi ngày trên đời sống này. Bởi vì nếu chúng con đi trên cuộc đời này mà không có Chúa thì chúng con sẽ đi theo những con đường lầm lạc. Và chúng con hơn lúc nào hết, chúng con cần Chúa hướng dẫn chúng con. Bởi vì khi chúng con bước đi theo Ngài là chúng con bước đi ngược dòng nước, ngược với tất cả những gì cuộc đời này muốn kéo chúng con đi. Và chúng con cần lắm sự hướng dẫn của Ngài, cần lắm những động lực của Thánh Linh Ngài đẩy cho chúng con để chúng con tiến về phía trước. Và đôi lúc chúng con bước đi, chúng con ngã quỵ, chúng con mệt mỏi, chúng con nản lòng, Thánh Linh Ngài hãy ôm chầm con, hãy đụng chạm lòng chúng con, cho chúng con biết rằng Chúa vẫn ở bên cạnh chúng con. Dù chúng con đi qua những cơn bão giông bão của cuộc đời chúng con thì Chúa không bao giờ xa rời chúng con. Và Chúa ơi, nếu chúng con chưa thực sự ăn năn với Chúa, chúng con chỉ nói bằng môi miệng của chúng con là Chúa là chủ đời sống của chúng con, nhưng mà hành động của chúng con chẳng có điều gì cho thấy rằng Chúa là chủ đời sống chúng con, thì con xin Chúa giờ này đụng chạm trong tấm lòng của chúng con, để cho chúng con ăn năn với Chúa. Chúng con thật sự đặt niềm tin nơi Chúa, thật sự mời Chúa vào trong lòng làm chủ, làm cha của đời sống của chúng con, để rồi chúng con thấy thật sự việc làm của chúng con đúng với những gì chúng con nói, để rồi chúng con biết vâng theo những gì Chúa dạy, cho dù là điều đó khó như thế nào đi nữa. Và Chúa ơi, trong giờ này nếu mà chúng con có nhớ rằng chúng con làm phạm tội gì đó với ai khác, thì con cũng xin Chúa hãy giúp cho chúng con được ăn năn, để rồi chúng con đến và chúng con ăn năn với người đó, để chúng con nhận được sự tha thứ và phục hòa lại mối quan hệ, để rồi anh em của chúng con lại được trong sự hiện diện của Chúa, lại được sự phước hạnh trong nhà của Ngài. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Con xin Thánh Linh Ngài ở cùng hướng dẫn, đụng chạm tấm lòng của từng mỗi chúng con, cáo trách chúng con và sửa lại những nẻo đường nào chúng con bị cong quẹo, thì xin Chúa hãy làm thẳng trở lại, để chúng con sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa, con dâng tất cả mọi anh em chị em chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con xin hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Hallelujah.